Bộ Y tế Iran cho biết hiện nước này đã có gần 1.300 ca tử vong vì COVID-19 sau khi ghi nhận thêm 149 ca tử vong trong ngày hôm qua. Số ca nhiễm SARS-CoV-2 tại nước này cũng tăng vọt lên hơn 18.400 trường hợp, trong khi tổng số ca hồi phục là gần 6.000 người. Nếu tính từ khi bùng phát dịch ở Iran đến nay, trung bình cứ 1 giờ có thêm 50 người nhiễm SARS-CoV-2 và cứ 10 phút lại có một ca tử vong. Tại nhiều nước khác trong khu vực, số ca nhiễm mới cũng không ngừng tăng dù nhiều biện pháp ngăn chặn đã được triển khai. Cụ thể, Israel đã trở thành nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ hai ở Trung Đông với tổng số gần 700 ca nhiễm. Trong khi đó, Qatar là quốc gia Ả Rập chịu tác động mạnh nhất với 460 ca nhiễm tính đến thời điểm này.